Xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tarot Quýt Chút. Thời gian qua thật là có lỗi khi mà đã đợi để cho mọi người đợi đến tận 2 tuần. Bởi vì thời gian vừa qua thì Chút vừa mới chuyển nhà, cho nên là lu bu với công tác dọn dẹp lại các em. Đồng thời cũng là dịp để mà Chút tổng kết lại những cái bộ bài mà Chút đã mua từ tháng 6 năm 2020 cho đến hết tháng 12 năm 2020. Còn trong thời gian đó Chút đã mua những bộ nào rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại nha. Năm 2020 này thì Chúc cảm thấy là mình mua khá là ít bài theo cảm quan cá nhân của Chúc thôi, nhưng mà thật sự thì khi mà kiểm tra lại thì Chúc thấy là Chúc cũng có khá khá. Có lẽ là vì cuối năm 2020 thì có một cái sự kiện khá là quan trọng đối với Chúc, và Chúc cũng được nhận cũng vài bộ bài trong cái sự kiện này. Thì nhân đây Chúc xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã chia sẻ cái sự kiện đó cùng Chúc, và cũng như là đã gửi tặng cho Chúc những cái bộ bài để Chúc làm giàu thêm cái niềm đam mê của mình. Thì thôi ngừng cái chuyên mục sánh số lụa này lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những bộ bài nha mọi người nha. Thì bộ bài đầu tiên Chúc muốn giới thiệu đến mọi người là một bộ bài mà Chúc mới review cách đây 2 tuần thôi, đó là Tarot The New Vision. xem nữa thì lại có S. Thì như Chúc trong video review thì Chúc cũng có nói là cái bộ này là vẽ cái mặt sau của một cái góc nhìn khác của bộ Rider Waite-Smith. Và bộ này có hình ảnh rất là đẹp. Đây là cái phiên bản mà Chúc thích nhất trong 3 phiên bản của bộ Tarot The New Vision, bởi vì cái màu sắc của nó cũng như là cái khung của nó để khá là hài hòa, và cũng như là cái mặt lưng của nó là cái màu xanh, một cái màu xanh rất là mát. Chúc rất là thích cái màu xanh này, rất là thích cái màu xanh này, cũng như là thích cái sự không viền của nó, bởi vì thì Chúc hơi cảm thấy hơi lấn cấn với những cái bộ mà nó có viền. Cho nên là thường á là Chúc chọn bài á, nếu như mà có bảng không viền thì Chúc sẽ ưu tiên bảng không viền hơn. Trừ phi là cái viền của nó quá quá xuất sắc đi. Giống như là bộ Mystic Fairy chẳng hạn. Lỡ bộ đầu tiên khai pháo là nhà Los Carabeo rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hết những bộ bài mà của nhà Los Carabeo mà Chúc sở hữu trong tháng 6 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2020 mọi người nha. Thì bộ tiếp theo Chúc muốn giới thiệu đến mọi người đó là bộ Fairy Light Tarot. Bộ này thì Chúc đĩa nó từ hồi mà Chúc mới sử dụng Tarot cơ, nhưng mà có vẻ là không có duyên. Cho nên là đến tận bây giờ thì Chúc mới cầm em nó trên tay. Và đây cũng là một cái bộ bài mà Chúc được tặng. Bộ bài này có một cái điểm đặc biệt, đó là mọi người có thể ghép hai lá lại với nhau tạo thành một bức tranh, nhưng mà cái nguyên tắc để mà ghép hai lá đó là hai lá nào và ghép như thế nào thì nó không hề có một cái nguyên tắc nào hết, kiểu là mọi người nhìn xong rồi mọi người cảm nhận á. Thì cái bộ này nó cũng như những cái bộ tarot hiện đại khác là nó sẽ thiên nhiều về mặt trực giác, có nghĩa là mọi người sẽ sử dụng trực giác để đọc bài nhiều hơn. Bộ này thì Chúc định cắt viền, nhưng mà Chúc cảm thấy là cắt viền rồi thì cái mặt sau của nó sẽ không còn đẹp nữa, bởi vì cái mặt sau của bộ này quá ư là tuyệt vời. Đây mọi người có thể thấy là cái mặt sau cực kỳ đẹp luôn. Tại vì đây không phải là video review cho nên là Chúc xin phép mọi người là Chúc đi sơ sơ qua thôi nha. Chúc sẽ không đi cụ thể chi tiết, bởi vì như Chúc đã nói thì đây không phải là một video review. Một bộ bài hộp nhỏ khác của nhà Los Carabeo mà Chúc sở hữu trong năm nay là Edmund Dulac. Bộ này là đúng gu Chúc luôn, bởi vì cái lá bài theo phong cách cổ, nhưng mà nó lại xen lẫn một cái gì đó rất là thần tiên, cũng phù hợp với cái chủ đề bộ bài này, đó là những cái câu chuyện cổ. Và nó mang hơi hướng Ả Rập, mang hơi hướng Á Đông. Mọi người có thể thấy là artwork của bộ này rất là đẹp, và bộ này cũng rất là tinh tế.
Chỉ tiếc là cái bộ này nó không có sách lớn, chỉ có sách nhỏ thôi. Và Trúc đã tô viền cho bộ này, cảm giác rất là ưng ý. Và cái lưng bộ này thì nó hơi lạ, nhưng mà điều làm Trúc ưng ý là cái màu viền nó cũng khá là ăn gơ với lại cái màu lưng này đây. Đây là một bộ bài Trúc cũng sử dụng khá nhiều trong năm nay. Khá nhiều thôi chứ chưa hẳn là nhiều. Nhưng mà cái bộ này chưa phải là bộ mà Trúc tô viền mà Trúc cảm thấy ưng ý nhất trong năm nay đâu. Nếu như mà năm trước thì, Dark Grimoire thì năm nay có một bộ Trúc tô viền xong Trúc cảm thấy siêu ưng ý luôn. Lát nữa Trúc sẽ giới thiệu cho mọi người xem một tác phẩm của nhà Lo Scarabeo năm nay. Trúc thấy bộ này khá là êm nhưng mà có vẻ là không có nhiều người săn đón cho lắm. Đó là Border of Crows. Trúc không biết vì lý do gì mà một cái bộ bài xuất sắc như bộ này lại có vẻ hơi flop ở thị trường Việt Nam. Đây mọi người có thể thấy là hình ảnh rất là đẹp và thiên tông chủ đạo là màu kem và cái màu đen nhưng mà nó ngã cái màu xanh một xíu á mọi người. Nhưng mà nếu như mà bạn nào thích tông trắng đen thì cũng không thành vấn đề với cái bộ bài này. Và bộ này phiên bản của Trúc là phiên bản Mass Edition. Bộ này thì nó sẽ có một cái phiên bản Limited. Thì ở trên những cái lá bài nó sẽ có thêm những cái bệt đỏ khá là đẹp. Và nó bởi vì khi mà Trúc cầm bộ này trên tay thì Trúc cảm thấy là bộ này nó thiếu. Nhưng mà khi mà nó có cái vết đỏ đó ở trên cái bộ bài thì Trúc lại cảm thấy là nó đầy đủ hơn nhiều. Nhưng mà Trúc thì không có mua bản Limited. Một bộ bài dạng đóng hộp như vậy Trúc cũng sở hữu trong năm nay, đó là Vox Arcana. Bộ này giờ thì Trúc được tặng Trúc được tặng vào cuối năm. Bộ này mới ra trong năm nay luôn. Và Trúc cũng được tặng khi mà nó vừa xuất hiện ở thị trường Việt Nam luôn. Bộ này rất là xuất sắc. Bộ này thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm hai lá như thế này. Mọi người thấy cái lưng thôi là thấy đã xuất sắc rồi. Bộ này là một cái dự án collab có sự kết hợp của 78 họa sĩ và nó gọi là sao ta? Nó thiên hướng nửa anime nửa fantasy nhưng mà căn bản là bộ này là một cái tác phẩm xuất sắc với phía Trúc và năm nay. Ban đầu thì Trúc nghĩ là bộ này nó hơi khó đọc, nhưng mà khi mà cầm bộ này trên tay thì cảm thấy là bộ này nó không khó đọc như Trúc nghĩ, bởi vì đa phần thì nó theo chuẩn Rider-Waite Smith. Mọi người có thể mua bộ này về để tìm hiểu thêm. Trúc khá là thích sách hướng dẫn của bộ này, nhưng mà chỉ tiếc là nó chỉ có cuốn sách nhỏ như vậy thôi, nó không có bản sách lớn. Bạn nào muốn Trúc review bộ này thì mọi người cứ để lại comment bên dưới. Trúc sẽ ưu tiên review bộ bài mà mọi người muốn nha. Một siêu phẩm của nhà Lo Scarabeo năm nay cũng là chiếc hộp lớn duy nhất của nhà Lo Scarabeo mà Trúc sở hữu trong năm nay. Đó là Heaven and Earth Tarot. Bộ này ngay từ khi còn là một dự án thì nó đã được săn đón rất nhiều luôn á mọi người. Và khi mà cái bộ này về đến Việt Nam thì Trúc không hiểu sao nữa, cái cảm giác là không có mua. Nhưng mà không hiểu cuối cùng tại sao lại về đến tay mình. Chung thì bộ này artwork rất là xuất sắc. Và cái điều mà làm Trúc thích nhất ở trong cái bộ bài này đó là quyển sách hướng dẫn. Còn lý do vì sao mà Trúc lại thích quyển sách hướng dẫn đó như thế thì mọi người có thể tham khảo video review bộ Heaven and Earth Tarot này của Trúc. Trúc có một cái playlist để gom những cái
video review bài vào trong đó. Mọi người có thể xem lại hoặc là xem lại những cái bộ bài mà trước đó Trúc đã review trong năm nay nha. Đây là mặt lưng của bộ này. Nếu như mà có một cái đợt trao giải tự thân trong đối với những cái bộ bài mà Trúc sở hữu thì Trúc sẽ ưu tiên trao giải sách hướng dẫn xuất sắc nhất cho sách hướng dẫn của bộ Heaven and Earth này. Thì đó là tất cả những cái bộ bài của hãng Los Carabeo mà Trúc sở hữu trong năm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những bộ bài của hãng US Game. Thì năm nay Trúc sở hữu khá ít những cái bộ bài của nhà xuất bản US, chỉ có hai bộ thôi. Bộ đầu tiên đó là Hustarot. Hustarot thì Trúc cũng đã có review rồi, và như Trúc nói thì cái bộ này là một trong những bộ mà Trúc mua Trúc không nghĩ là Trúc sẽ xài, nhưng mà cuối cùng Trúc lại xài. Bởi vì Trúc bị nghiệp quật á mọi người. Đây là một cái bộ bài từ artwork cho đến ý tưởng rất là xuất sắc luôn. Về Trúc xài bộ này rất nhiều. Trong năm nay thì Trúc xài bộ này khá nhiều. Đây mọi người có thể thấy là hình ảnh siêu đẹp. Cái lưng cũng khá là xuất sắc đó mọi người. Đây là một cái bộ bài xứng đáng nằm trong bộ sưu tập của các bạn. Một bộ bài khác của nhà US Game cũng mới vừa ra trong năm nay, đó là Touchstone Tarot. Bộ này cũng Trúc cũng được tặng luôn. Mọi người có thể thấy là trên cái bộ bài này nó có một cái phần mạ vàng, bởi vì cái tác giả của cái bộ này là tác giả của bộ Golden Tarot, cũng được mạ vàng chi tiết hay như sao á, hình như là vậy. Nói chung là bộ này rất là đẹp. Ta-da, đây là bộ bài. Mọi người có thể thấy là bộ bài được mạ vàng cạnh rất là sang trọng luôn. Và cái lưng này, những cái chi tiết hoa ở trên này cũng được mạ vàng luôn. Rất là sang trọng. Đây, đây là bộ bài của chúng ta. Mọi người có thể thấy là nó là cái trường phái hội họa của thế kỷ thứ 19. Và một cái hình ảnh ở trong cái lá bài này được ghép từ cái nhiều bức tranh nổi tiếng khác nhau để tạo thành một cái hình ảnh ở trong mỗi lá bài. Nếu như bạn nào thích bộ bài này thì có thể để lại comment bên dưới và Trúc sẽ review nó cho mọi người. Còn bây giờ thì lật cho mọi người xem thế thôi. Thì hai bộ này là hai bộ duy nhất của nhà xuất bản US Game mà Trúc sở hữu trong năm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những cái bộ bài của nhà xuất bản Llewellyn. Đầu tiên là bộ bài mà Trúc cảm thấy là Trúc rất là ưng ý trong việc tô viền, cực kỳ ưng ý, đó là Trúc bỏ nó vô trong túi, đó chính là Anarchy Tarot. Đây, mọi người có thể thấy là ban đầu thì Trúc khá là phân vân cái việc là tô viền nó màu vàng hay là tô viền nó màu đen. Nhưng mà sau khi mà ngồi ngâm cứu cái lưng của nó thì Trúc cảm thấy là cái lưng của nó không hẳn là màu đen mà nó hơi ngã qua cái màu vàng này. Cho nên là Trúc đã quyết định tô nó thành cái màu vàng này luôn. Thì ở trên hình có vẻ là cái viền nó không có được đẹp lắm, nhưng mà khi mà nhìn ở ngoài thì nhìn nó rất là tông xùy tông với cái màu ở đây. Cho nên là Trúc cảm giác là Trúc cực kỳ thích cái viền này. NRK cũng là một cái bộ bài nằm trong series những cái bộ bài mà vì một lá mua nguyên bộ của Trúc. Và cái lá đã khiến cho Trúc quyết định là mình phải sở hữu cái bộ bài trong này trong tay, là lá tám kiếm. Chú không biết sao nữa, kiểu là Trúc giống như là Trúc bị thu hút bởi những cái lá tám kiếm á mọi người. Đây là cái lá tám kiếm. Chính vì lá này mà phải tốn tiền mua bộ này. Y cái layout cũng khá là đẹp nè mọi người. Chú sẽ chụp lại.
Đây, mọi người có thể thấy là màu sắc của bộ này rất là rực rỡ. Và bộ này cũng rất là hợp cho những bạn newbie. Chú có nên một ngày nào đó làm video về những bộ bài dành cho newbie không ta? Bởi vì nếu như mà chú làm một cái video như vậy thì có lẽ là cái sự recommend của chú nó sẽ khác với nhiều người. Nhiều khi thì chú cảm thấy là thế giới quan của mình hơi lạ, cho nên là thôi. Một bộ bài hot của năm, chú không nhớ là năm nay hay là năm trước, nhưng mà cuối cùng thì chú cũng đã cầm em nó trên tay, đó là Wizard Tarot. Bộ này thì chúc được tặng. Đây là Wizard Tarot. Thì trước đây nhà Lưu Linh cũng có xuất bản một bộ bài cũng tên là Wizard Tarot luôn. Thì bộ đó là do tác giả Corinne Kenner chấp bút. Thì bộ này là do tác giả Barbara Moore. Thông thường thì chúc thấy là những cái bộ bài mà nó cùng chung chủ đề á, nó sẽ cố gắng đặt tên khác với những cái bộ bài tiền nhiệm đã xuất hiện trước đó. Nhưng mà chúc không biết là một cách vô tình hay cố ý mà cái bộ này nó lại trùng tên hoàn toàn với cái bộ Wizard trước đó. Thì chúc cảm thấy là nó hơi giống như sao ta? Giống như là chú cũng cảm thấy không hài lòng về cái việc đặt tên này cho lắm. Có thể là nó khác nhau một chữ S thôi cũng được, nhưng mà không, nó có S luôn, hai cả hai bộ. Cho nên là khi mà nhắc Wizard Tarot thì không biết là bộ cái bản nào, phải nhắc thêm tên tác giả nữa thì mới biết là bạn đang nhắc tới bộ Wizard Tarot nào. Về cảm quan thì chú thích cái bản Wizard Tarot trước đó hơn là cái bộ này. Nhưng mà bộ này thì, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái bộ này nó không đẹp. Nó rất đẹp luôn mọi người. Và ý nghĩa của tác giả Barbara Moore thì chúng ta không có gì để chê hết. Nhưng mà về mặt cá nhân khi mà sử dụng á, thì Trúc thích bộ Wizard kia hơn. Có lẽ là do Trúc sử dụng bộ này chưa đủ nhiều, cho nên năm sau nếu như mà ok thì Trúc sẽ suy xét đến việc là sử dụng bộ này nhiều hơn. Một trong những bộ nghiệp quật tiếp theo của Trúc đó là Forest of Enchantment. Bộ này ban đầu chú không thích nó lắm. Thật sự là chú không thích bộ này lắm. Tại vì khi mà chú nhìn những cái hình ảnh của nó, cũng như là khi mà nó mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam, thì chú nghĩ là chắc là mình sẽ không mua bộ này đâu. Cho đến một ngày đẹp trời thì chú được đề nghị dịch cái quyển sách hướng dẫn này. Cho nên mọi người thấy là cái gáy sách này nó đã bong hết rồi nè. Chúc đã phải mày mò cái cuốn này trong một cái thời gian khá dài, bởi vì nó có khá là nhiều thuật ngữ của bên nước ngoài. Và ban đầu thì Chúc được gửi file sách hướng dẫn PDF, nhưng mà do file sách đó nó mất vài trang, không phải là vài trang mà là mấy mươi trang lận, cho nên là Chúc đã phải khựng cái việc dịch này trong một cái thời gian. Và Chúc tâm sự cái việc này với bạn của Chúc, và bạn của Chúc nó đã âm thầm đi mua bộ này tặng cho Chúc để Chúc có sách Chúc dịch tiếp. Thương dễ sợ thương luôn. Chúc không ngờ là mình có duyên, khá là có duyên với bộ này, bởi vì mặc dù là Chúc nghĩ là Chúc sẽ không mua bộ này đâu, thì Chúc không mua thiệt, tại vì có người tặng. Thì cái lúc mà chú nhận dịch cái bộ này á, chú có nói với cái anh ở bên bên kia là thôi chắc em sẽ dịch bộ này để lấy hứng mua bộ này. Nhưng mà ai về đâu là mình chưa kịp lấy hứng nữa thì mình đã được tặng rồi. Thì tại sao chú nói là đây là một trong những bộ nghiệp quật của chú? Là bởi vì ban đầu chú cầm bộ này trên tay, chú không nghĩ là chú sẽ sử dụng bộ này nhiều. Nhưng mà không ngờ là chúc sử dụng bộ này rất là tốt luôn mọi người. Đọc cảm nhận khá là tốt. Cho nên là có thể nói đây là một trong những bộ nghiệp quật của chúc. Quật từ chuyện mua bài cho đến đọc bài luôn. Ok, thì bộ cuối cùng của nhà xuất bản Lee Wulin trong năm nay đó là Mystic Dreamer. Bộ này thật tình thì nó không phải là gu của Trúc.
Trúc thích cái bản giấy của cái bản giấy cũ hơn, bởi vì nó dày và nó cầm nó rất là chắc tay. Nhưng mà Trúc không có tìm được cái bản đó. Bộ này thì Trúc mua lại của một anh ở quận 7. Và nói chung thì anh bán lại bộ này với giá khá là mềm, nhưng mà bài còn cực kỳ mới luôn, bài giống như là bạn chỉ tháo siêu ra thôi. Bộ này á, cái điều mà làm Trúc thích bộ này đó là cái concept cũng như là cái sách hướng dẫn của cô Barbara Moore, nhưng với lại cái viền mang xu hướng giống như là một cái tấm giấy cổ của nó vậy đó. Nhưng mà cái điều mà làm cho Trúc không thích cái bộ này đó là cái nhân vật ở trong lá bài á, nó hơi hướng là hiện đại hóa, cho nên là cảm giác là nó rất là lạc tông với lại nó rất là lạc tông với lại cái bộ bài luôn. Cho nên là nếu như thật ra thì Trúc có ý định cắt viền bộ này, nhưng mà chợt suy nghĩ lại là nếu như cắt viền bộ này thì bộ này nó chỉ còn có chút xíu như vậy thôi, nên thôi để em nó lại ngắm và nghiên cứu. Vậy đây là cái lưng. Nói chung thì nói không thích bộ này thì cũng không phải, tại vì Trúc vẫn thích đó, nhưng mà chỉ là nó không phải gu của Trúc thôi. Ok, thì đó là bài của ba nhà xuất bản lớn mà Trúc sở hữu trong năm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những cái bộ bài mà của những cái nhà xuất bản khác. Đầu tiên đó là bộ The Mystical Dreamer. Bộ này Trúc cảm thấy là ít bạn có hứng thú với bộ này. Và bộ này, Trúc thích bộ này ở cái điểm là cái cách đi màu nó rất là đẹp, và đặc biệt là cái sự phá cách ở trong cái hình ảnh cũng như là cái ý nghĩa. Concept của bộ này thì cũng khá là hay. Nhưng mà bộ này nó là cái bộ bài nhỏ. Vì sao này? Bộ bài rất là nhỏ luôn. Bởi vì ngày hôm đó thì Trúc đi công việc, Trúc có bỏ bộ này heo ở trong cặp. Thì trời mưa. đến đây ra thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, cho tới khi cái cặp của Trúc nó rớt xuống đường và em nó bị thấm nước. Và cái đầu lá này, những có một vài lá thì nó chóc như thế này đây, còn những lá còn lại thì nó bị phồng ở những cái góc này rất là nhiều. Trúc rất là xót luôn, bởi vì Trúc rất là thích bộ này. Đây mọi người có thể thấy là cái lưng rất là đẹp. Thì bộ này Trúc cũng đã có lên review rồi. Bộ này thì Trúc chưa xài được lần nào hết, mà nó đã bị ướt rồi. Mọi người có thể thấy là đến bây giờ nó vẫn còn cái sự phồng do nước mưa để lại. Một trải nghiệm đau thương. Sau này thì sau cái sự kiện đó thì Trúc rút kinh nghiệm là may mốt là sách bài theo thì auto bỏ trong túi zip. Một bộ bài cũng được gọi là siêu phẩm trong năm nay, đó chính là Tarot of the Divine. Bộ này Trúc cũng được tặng luôn. Và có thể nói là bộ này được thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng như là thu hút được cái sự yêu thích của nhiều người, khi mà nó lấy cái chủ đề là về những cái câu chuyện cổ tích ở tất cả ở rất nhiều nền văn hóa ở trên thế giới, thì trong đó có cả cái câu chuyện cổ tích của Việt Nam luôn. Đó là chuyện sự tích dưa hấu với nhân vật chính là Mai Anh Tim ở lá Nine of Pentacles. Thì để đưa cái nhân vật đó vào trong cái lá bài thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy là tác giả có một cái sự am hiểu rất là lớn ở trong về những cái câu chuyện cổ tích và về những cái nền văn hóa. Một cái điểm mà Trúc không thích ở bộ này, không phải là không thích mà giống như là sao ta, cái điểm mà Trúc cảm thấy tiếc cho cái bộ này đó chính là cái chất giấy. Cái chất giấy nó được in như thế này nè mọi người, cho nên là khi nhìn ở ngoài thì nó cũng khá là rõ,
cho nên là một cách nào đó nó giảm đi cái sự sắc nét của cái lá bài này. Cho nên là nếu như mà bộ này được in trên chất giấy của Lo Scarabeo thì có lẽ là nó sẽ xuất sắc hơn nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là lựa chọn của tác giả. Bộ này thì Trúc đã có review rồi, cho nên là mọi người có thể lục lại review và xem nha. Bộ cuối cùng của năm nay đó là Halloween Oracle. Một bộ bài không có gì mới mẻ so với đối với những bạn mà đã ở lâu trong cái giới tarot này. Thì bộ này Trúc đã bỏ lỡ nó đến tận 3 năm. Tại vì cái năm mà mấy năm trước muốn mua nó thì cứ hỏi đến là hết hàng. Tới khi nó có hàng lại thì lại không có nhu cầu mua. Và ngày hôm đó thì thấy là bộ này có, thì cho nên để nhất quyết là không để lỡ em nó thêm một lần nữa. Cho nên là mặc dù là chưa có gần đến Halloween nhưng mà Trúc vẫn hốt em gì à? Thì đúng là không có hối hận. Bộ này rất là đẹp, và những cái lời khuyên cũng như là những cái ý nghĩa ở trong từng lá bài rất là hay. Mọi người có thể tham khảo bộ này. Mặc dù tên là Halloween Oracle nhưng mà không nhất thiết chúng ta phải sử dụng em nó trong mùa Halloween. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà bạn cần một cái lời khuyên cho những cái vấn đề của mình, thì cũng như bao nhiêu bộ Oracle khác thôi. Vâng, và đến đây thì đây cũng là bộ bài cuối cùng trong bộ sưu tập những bộ bài mà Trúc sở hữu từ tháng 6 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2020. Và cuối cùng thì Trúc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đồng hành với Trúc trong thời gian vừa qua. Đồng hành kể từ khi mà kênh Tarot với Trúc mới vừa được lên những video đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Và đồng thời Trúc cũng xin cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến, đặc biệt là bạn Gấu cũng như là bạn Khanh, bạn Thư đã để lại cho Trúc những cái comment và những cái góp ý rất là chân thành. Trúc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Còn bây giờ thì chúc mọi người năm mới vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở những video kỳ sau. Bye bye.